chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cây cầu Story Bridge, một trong những nét đẹp của thành phố Brisbane. Cái cầu này thì được xây dựng vào ngày 24 tháng 5 năm 1935. Toàn bộ vật liệu xây dựng đều là của Úc. Chiều dài cây cầu là 777 m. Và chiều cao của cây cầu là 74 m. Cách mặt nước là 30 m. Và được mở cửa khánh thành vào ngày 6 tháng 7 năm 1940. Và nay nó đã được hoàn thiện và là một vẻ đẹp, một biểu tượng của thành phố Brisbane. Xung quanh cây cầu thì có rất nhiều tòa nhà, nơi đặt tất cả các văn phòng, và bên cạnh đó là có những quán ăn, cà phê dành cho du khách để tham quan. Tại đó cũng có những căn hộ để dành cho những người đi làm, cũng như là du khách ở lại để tham quan thành phố Brisbane. Bên cạnh đó cũng có những lối đi bộ dành cho khách du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá và đi lên cây cầu xem. Cây cầu này có độ rộng là 6 làn xe, 3 làn xe cho mỗi bên, và tốc độ trên cây cầu là 60 km/h. Dọc hai bên cây cầu là lối dành đi bộ cho du khách cũng như là cư dân thành phố tham quan cây cầu và ngắm nhìn dòng sông Brisbane. Ở trên cây cầu có đặt camera an ninh để tạo sự quản lý cũng như là tốc độ khi lái xe. Hầu hết cây cầu đều làm bằng sắt và đúc rất kiên cố. Bạn lái xe qua cầu và tận hưởng kiệt tác xây dựng. Bạn cũng có thể đi thuyền dưới cầu hoặc ngồi dưới bờ sông và ngắm cảnh trong khi uống bia. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cây cầu này, cũng là một nét đẹp và nét đặc trưng của thành phố Brisbane. Mong rằng đó là sự hữu ích cho các bạn cũng như là sự khám phá mới dành cho tất cả các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn các bạn vào những clip lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.